tái chế hộp cũ nè thường thì bên trong hộp sẽ có màu trắng á nên xun lộn ra luôn có cần bọc giấy nữa khúc này xé cẩn thận nha dán lại Lấy thước đo kích thước phù hợp nha. Hoặc mọi người không đo cắt luôn cũng được. Xuân đo là màu ý mà. Giờ thì dọc ra thôi. Dọc xong nó sẽ như này. Bẻ nó ra. Bạn nào thích đơn giản thì để vậy thôi còn, xuống thích phức tạp thì vẽ thêm cái trái tim rồi dọc ra. Nhớ nhét gì đó ở trong để dọc dễ hơn. Vậy là xong rồi nè Hi Hi. Để trắng tinh sẽ hợp với bản học của mình, nhỏ hơn.